Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 226 Hắn là tên trộm dược liệu, đương nhiên không đến tận cửa mà cầu cứu, huống hồ trong tiết trời giá lạnh, khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, người ta dễ rơi vào trạng thái mê man không tự chủ. Đôi khi, người trong tình trạng này còn gặp ảo giác về sự ấm áp thật không nhận ra cơ thể đã cứng đơ dần đến giây phút cuối cùng trước khi bị đông chết hắn vẫn có thể đang đắm chìm trong giấc mơ ấm áp tần xương hơi giật mình một lúc sau mới nói vậy tức là chết như vậy thì không cảm thấy đau đớn sao tần hoàn khẽ gật đầu đúng vậy phần lớn là như thế ban đầu còn tỉnh táo sẽ thấy khó chịu đôi chút nhưng sau đó mất dần chi giác khi nhiệt độ cơ thể càng hạ thấp họ có thể còn nghĩ mình đang ngâm trong nước ấm đến khi không còn động đẩy khuôn mặt họ thường an yên không biểu hiện chốt đau đớn nào đó chính là trạng thái khi bị đông lạnh mà chết giọng tần hoàn nhẹ nhàng trong khi hai nam gia nhân trong phòng liên tục ra vào để lấy tuyết cứ vậy sau khoảng thời gian một tuần trà tiếng hò reo mới vọng ra ngoài đồng thúc đứng ở cửa cười nói biểu thiếu ra thật tài giỏi ngay cả thiếu chủ nhân cũng không cần kinh động mà vẫn cứu được người sống sót. Trong phòng, tôn mộ khanh cất tiếng lớn, không kinh động đến sư huynh thì tốt, hiện tại sư huynh còn đang điều chế dược liệu sao? Đồng thúc đáp lời, khiến tôn mộ khanh ngạc nhiên thốt lên, thiếu chủ bạch ra. Đúng vậy, chính là thiếu chủ phi giác, hắn đã tới từ lâu nhưng gần đây thường ra ngoài mua thuốc cho phu nhân. Cũng như thiếu chủ, hắn rất lo cho bệnh tình của phu nhân mọi loại dược liệu tốt ở viên châu đều được hắn thu gom về đây đêm qua hắn mới về khi biểu thiếu gia đến thì hắn vẫn chưa dậy nhưng sau khi nói chuyện xong với thiếu chủ hắn lại chuẩn bị quay lại viên châu một chuyến nữa tôn mộ khanh vui mừng thốt lên không ngờ đại ca phi giác cũng có mặt ở đây sáng nay đi qua ta không nghe sư huynh nhắc gì về chuyện này hắn về từ khi nào ta nhất định phải gặp mặt một lần đồng thúc gật đầu Thiếu chủ nhân hiểu rõ tính cách của biểu thiếu gia, chỉ cần nói một câu thôi là sẽ gặp mặt ngay. Thiếu chủ bạch gia lần này nếu không phải một hai ngày thì nhiều lắm là hai ba ngày sẽ gặp lại, biểu thiếu gia chắc chắn sẽ gặp được. Nghe đồng thúc nói vậy, tôn mộ khanh an lòng, vậy thì tốt, ta sẽ không vội làm phiền hắn ngay lúc này. À phải, sư tẩu đã tỉnh lại chưa? Đồng thúc thở dài nặng nề, vẫn chưa tỉnh, e là lần này sẽ phải ngủ sâu thêm vài ngày nữa. Vậy đừng kinh động đến sư huynh, cứ để huynh ấy toàn tâm chữa bệnh và ở bên cạnh sư tẩu." Tôn Mộ Khanh dặn dò, "Ta sẽ kê đơn thuốc, người này dù sống sót nhưng bị tổn thương do giá rét, cần dưỡng thêm vài ngày. Khi tỉnh lại, ta sẽ hỏi xem hắn là người nơi nào." Đồng thúc gật đầu, biểu thiếu gia cứ yên tâm kê đơn. Trong nhà không thiếu thứ gì, chỉ có dược liệu là dư giả." Tôn Mộ Khanh cười lớn, "Vậy thì tốt quá." làm phiền đồng thúc trong phòng mọi người lại trò chuyện vài câu rồi hai nam gia nhân khiêng người đàn ông vừa được cứu ra ngoài lúc được đưa vào hắn co do trong cái lạnh giờ thì đã duỗi người ra thoải mái hơn một chút họ đưa hắn từ nhà chính sang phòng nhỏ phía bên trái trong viện này tần sương tròn mắt kinh ngạc sao người này lại ở cùng một nơi với tôn công tử sao vừa nghe câu hỏi tôn mộ khanh đi ra cười xua tay nói không sao đâu, không có gì đáng lo cả. Phòng này vốn còn một gian trống, để hắn ở đây cho tiện, chứ mấy nơi khác dọn dẹp lại mất công. Đồng thúc cười ha ha, tính tình của biểu thiếu gia vẫn vậy, chẳng có chút kiêu ngạo nào cả. Tôn mộ khanh phẩy tay áo, điềm nhiên nói, ta đâu phải là sư phụ mà cần giữ giá gì đâu. Lời này mang chút ý đùa cợt khiến đồng thúc cười lớn, nếu cốc chủ nghe được câu này, chắc chắn sẽ phạt biểu thiếu gia bằng cách bớt vài thang thuốc. Tôn Mộ Khanh chớp mắt, cười nói, vậy nên mới nói ở đây thôi mà. Mọi người đều bật cười, đồng thúc tiếp lời, nếu đúng là kẻ trộm, không biết ngoài kia dược viên thế nào. Mỗi trưa chúng ta đều cử người qua xem, nhưng hôm nay lại chưa kịp kiểm tra. Để lát nữa ta mang dược liệu qua đây rồi sẽ phân phó vài người ra ngoài xem xét tình hình. Khu vực này vốn ít người qua lại, ai ngờ lại có người tới trộm dược liệu nói xong đồng thúc rời khỏi viện trước hai nam gia nhân cũng theo sau lúc này nhóm của tần hoàn bước vào phòng nhỏ bên trái để xem tình trạng người đàn ông trên người anh ta chỉ mặc trung y nằm cuộn tròn dưới chiếc chăn gấm dày dáng người trung bình gầy gò da ngăm đen môi khô nứt trông giống một người nông dân nhờ được tôn mộ khanh cứu về khuôn mặt ngăm đen của anh ta dần ửng đỏ lên vì lạnh nhóm của tần hoàn càng chắc chắn rằng người này có lẽ là dân làng quanh đây người này là dân thôn nào đây nhỉ có phải từ thôn tam nguyên không tần sương tò mò hỏi bên này tôn mộ khanh nhẹ nhàng đáp nhìn dáng vẻ thì có vẻ là người chất phác chắc trong nhà có việc cấp bách cần thuốc đợi khi anh ta tỉnh lại ta sẽ hỏi kỹ hơn chỉ cần biết là từ thôn quanh đây là được rồi tối nay có lẽ anh ta sẽ tỉnh lại nếu khỏe hơn khoảng một hai ngày là có thể tự về được. Mọi người nhìn thêm một lúc rồi rời khỏi phòng. Khi ra ngoài, Tôn Mộ Khanh thở dài nói, vốn chỉ định đi dạo một chút, ai ngờ lại nhặt được một người lớn như vậy về. Cứu được người về, giọng điệu Tôn Mộ Khanh trở nên thoải mái hẳn. Bên này, Tần Diễm hỏi, Tôn Công Tử và Thiếu Chủ Bạch Gia có vẻ rất thân quen. Nghe vậy, Tôn Mộ Khanh cười đáp, cũng không hẳn là thân quen, chỉ là bạch gia và sư huynh ta có tình giao hảo qua nhiều đời. Khi còn nhỏ ta đã gặp sư tẩu và bạch đại ca, nhưng đã nhiều năm rồi không gặp lại họ. Tần Diễm gật đầu, thiếu chủ bạch gia phong thái hiên ngang, văn võ song toàn, quả thực không hổ danh là người của bạch gia nổi tiếng. Tôn mộ khanh thốt lên ngạc nhiên, ô, tần công tử đã từng gặp bạch đại ca rồi sao? Tần Diễm cười, không hẳn, là vừa rồi chúng ta tới gặp tôn thần y và tình cờ gặp thiếu chủ bạch gia nhờ tôn thần y giới thiệu mới có duyên gặp mặt danh tiếng bạch gia từ lâu tại hạ đã ngưỡng mộ nay gặp được tân gia chủ của bạch gia quả là vinh hạnh tôn mộ khanh gật gù hiểu ra thì ra là vậy xem ra thân thể của bạch đại ca mấy năm nay tốt hơn nhiều hồi nhỏ thân thể của huynh ấy không được khỏe rất gầy yếu huynh ấy cùng sư tẩu tới liên châu một phần là vì tình nghĩa thế giao, phần khác là để dưỡng bệnh. Tần Diễm Trấn An, tôn công tử không cần lo lắng. Này thiếu chủ bạch gia phong thái hoai vệ, thân thể rất khỏe mạnh. vậy thì tốt, vậy thì tốt. huynh muội họ từ nhỏ sức khỏe đều không được tốt, ta vẫn lo lắng mãi. nói xong, tôn mộ khanh liền dục đi ra ngoài thế này váy áo của các vị cô nương đều bị ướt đôi chút rồi, mau về phòng sưởi ấm đi, kẻo lại cảm lạnh người bệnh này cứ để ta chăm sóc được rồi dù tôn mộ khanh là đệ tử chính tông của tôn thị ra thế không hề tầm thường nhưng vẫn sẵn lòng đích thân chăm sóc người bệnh điều này khiến tần diễm ngạc nhiên và kính phục thấy vậy tôn mộ khanh chỉ cười làm nghề y thì đây là điều căn bản thôi mà tần diễm mỉm cười khen ngợi vài câu nữa rồi cùng tần hoàn và mọi người rời khỏi sân của tôn mộ khanh ra khỏi sân tần tương liền hỏi tần diễm tam ca bạch gia ở phương đông lợi hại đến vậy sao nghe vậy tần diễm gật đầu vừa đi vừa giải thích bạch gia thời tiền triều là một thế gia danh giá đã có không ít đại văn hào xuất thân từ đây còn có hai vị hoàng hậu đến thời đại chu tuy có phần suy yếu nhưng vẫn giữ được gia phong nhà họ tuy không có ai ra làm quan nhưng các đời hoàng đế đều phong họ làm khách khanh để dạy dỗ thái tử hiện nay ung vương đã được phong thái tử Hoàng thượng cũng phái người tới Ích Châu, định mời vài trưởng lão của Bạch gia vào đông cung. Dù không giữ chức vị cao, nhưng họ là thế gia văn hào thực thụ, đến cả hoàng đế cũng phải kính nể. Nghe những lời này, Tần Tương cảm thấy xúc động sâu sắc, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mỗi người quay về sân của mình, nhưng Tần Sương lại đi cùng Tần Hoàn vào viện, không về phòng riêng mà đi theo Tần Hoàn, thốt lên: "Không ngờ Bạch gia lại lợi hại đến thế." ta cứ tưởng chỉ có dược vương cốc mới xuất chúng thôi. Nghĩ một lúc, Tần Sương nói tiếp, cũng phải, đó là môn đăng hộ đối mà. Tôn thần y và phu nhân là bạn thanh mai trúc mã, ra thế đều không tầm thường. Một bên là văn nhân lãnh tụ của thiên hạ, bên kia là tông môn đứng đầu về y đạo. Đúng là một đôi trời sinh, nếu phu nhân của tôn thần y không mắc bệnh thì quả là hoàn hảo. Trên đời đâu có gì hoàn mỹ, phu nhân của tôn thần y rồi sẽ khỏe lại thôi tần hoàn điềm đạm đáp tần sương liền ngồi cạnh tần hoàn hỏi ngươi từng gặp thiếu chủ bạch gia chưa tần hoàn nghe vậy lắc đầu chưa từng gặp tần sương có chút thất vọng vậy mà ngươi chưa từng gặp phục linh ở bên cạnh mỉm cười lục tiểu thư hỏi chuyện này làm gì tần sương hừ nhẹ ngũ tỷ đã gặp rồi trong ba người chỉ có mỗi tỷ ấy được gặp phục linh cười và lắc đầu lục tiểu thư cũng thật là, sao ngũ tiểu thư gặp thì ngài và tiểu thư chúng ta cũng phải gặp chứ. Trước đây, Tần Sương thậm chí còn không thèm để ý đến Tần Hoàn, huống gì là Phục Linh. Nhưng hôm nay, nàng lại có thể trò chuyện thân thiết với Phục Linh, ngươi đừng nghĩ ta có ý so đo này nọ, là ngũ tỷ thích đua tranh trước thôi. Phục Linh liếc nhìn Tần Hoàn với vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm. Tần Sương bực bội nhìn Tần Hoàn, ngươi thật chẳng khác gì tôn thần y, không có gì thú vị. Tần Sương đứng dậy, thấy Tần Hoàn không giữ mình lại, bèn dậm chân rồi quay người rời đi. Phục Linh nhìn theo, thấy rất buồn cười, ôi, dạo này càng nhìn lục tiểu thư lại càng thấy đáng yêu. Tần Hoàn mỉm cười, trên đường đi buồn tẻ, có người làm ổn cũng thú vị hơn. Phục Linh đặt chậu than vào góc rồi rót một ly trà cho Tần Hoàn, đúng vậy, Lục tiểu thư giờ hay đi cùng tiểu thư cũng tốt. Rời khỏi Cẩm Châu, quận chúa không thể đi cùng tiểu thư nữa. Lục tiểu thư tuy nói là không hợp nhau, nhưng rốt cuộc có người làm ổn bên tai cũng vui hơn. Nếu không, nô tỳ sợ tính tình của tiểu thư sẽ càng lúc càng trầm lặng. Tần Hoàn nghe vậy liền bật cười, làm gì đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Dù nói vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy bâng khuâng. Đã rời Cẩm Châu nửa tháng, và tuy có qua lại thường xuyên, cứ vài ngày lại phải ghé thăm hầu phủ một lần. Không biết giờ này Nhạc Ngưng ra sao, sức khỏe của quá giải công chúa thế nào, và cả Diêu Tâm Lan nữa. Chúng ta có phải tới kinh thành mới nhận được tin tức không?" Tần Hoàn hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời. Phục Linh gật đầu, "Tiểu thư muốn biết điều gì?" Tần Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết phủ trắng xóa, "Ta muốn biết đại tổ có rời khỏi Tần phủ hay không." Phục Linh thở dài, nếu Diêu Đại Nhân đã đích thân tới đây, thì chắc là đã đi rồi. Nô tỳ thấy thiếu phu nhân đã có chút thay đổi, một khi nàng đã nghĩ thông suốt, lại có Diêu ra hậu thuẫn, chắc chắn là có thể. Hy vọng là vậy. Tiểu thư có muốn nghỉ một lát không? Bình thường Tần Hoàn không có thói quen ngủ chưa, nhưng tối qua ngủ không ngon, khiến nàng thực sự có chút buồn ngủ. Nghe vậy, nàng gật đầu, vậy được, ta sẽ chợp mắt một chút tần hoàn vừa chợp mắt một canh giờ tỉnh dậy đi ra khỏi nội thất thì thấy tần sương đang ngồi bên cửa sổ trên tay nàng là đĩa bánh trà tô vừa ăn vừa đọc một quyển sách chính là cuốn sơn thủy tạp ký mà tần hoàn đã xem giờ từ lâu thấy tần sương tự ý lấy xem tần hoàn cũng không nói gì ngược lại tần sương ngẩng đầu lên người ngủ lâu thế có muốn ăn trà tô không bánh này thật ngon tần hoàn lắc đầu nhìn dáng vẻ ăn uống hào hứng của Tần Sương mà thở dài. Cứ thế, Tần Sương tiếp tục ăn, nét mặt hạnh phúc hiện lên, chẳng để ý đến tiếng thở dài của Tần Hoàn. Nàng chỉ suýt xoa, bánh này còn ngon hơn cả bánh nhạn ở bờ sông. Tần Hoàn có chút bất lực, thấy trời đã chuyển chiều, nàng hỏi, người đó đã tỉnh chưa? Tần Sương lắc đầu, không biết nữa, Tôn Công Tử chưa qua đây nói gì cả. Tần Hoàn thực sự có chút lo lắng. Dù rất tin tưởng vào y thuật của Tôn Mộ Khanh, nàng vẫn sợ rằng hắn không chú ý chăm sóc người bệnh thật kỹ, ta qua đó xem thử. Vừa nghe Tần Hoàn muốn ra ngoài, Tần Sương lập tức đứng lên, ta cũng đi. Tần Hoàn bất lực, không thể không cho nàng đi cùng. Phục Linh cười khẽ, cảm thấy như Tần Hoàn có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo. Trong khi nói chuyện, họ cùng ra khỏi cửa, thẳng đến sân của Tôn Mộ Khanh. Vào tới gần nhà, họ nghe thấy tiếng động vọng ra từ phòng nhỏ bên trong. Tần Hoàn và Tần Sương tiến lại gần, vừa lúc nghe thấy Tôn Mộ Khanh hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Tần Hoàn giật mình, vội gõ cửa, nghe thấy tiếng động, Tôn Mộ Khanh quay người lại, thấy đó là Tần Hoàn, hắn vội đứng lên, cửu cô nương, lục cô nương, mời vào. Tần Hoàn bước vào, anh ta đã tỉnh chưa? Tôn Mộ Khanh gật đầu, tỉnh rồi, người lại đây xem. Chương 227. Tần Hoàn tiến đến bên giường, thấy người đàn ông nằm trên đó đã lờ mờ mở mắt. Khi thấy nhóm của Tần Hoàn đến gần, mắt anh ta khẽ động đậy. Tôn Mộ Khanh nói, anh ta vừa tỉnh, nhưng dường như chưa thể nói thành lời. Có phải giọng nói của anh ta đã bị tổn thương không? Tần Sương nhanh chóng hỏi, Tôn Mộ Khanh gật đầu, rất có thể. Có thể do cơ thể anh ta quá yếu, vừa rồi ta đã cho anh uống thuốc để xem tình hình tối nay thế nào. Tần Hoàn gật đầu, Tần Sương liền nói: cửu muội muội có thể giúp anh ta xem qua được không? Tần Hoàn cười bất đắc dĩ, làm sao ta có thể so sánh với tôn công tử được? Tần Sương khẽ gừ một tiếng, sao lại không thể? Ngươi là tiểu y tiên của chúng ta trong phủ cơ mà. Nghe vậy, Tần Hoàn sững sờ. Bên cạnh, tôn mộ khanh cũng ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn Tần Hoàn mà không nói gì thêm. Tình huống lạ lùng này khiến Tần Sương có chút bối rối, nàng nhìn dáng vẻ của Tôn Mộ Khanh và giải thích, à, ngài đừng coi thường cửu muội muội nhé, nàng đã từng chữa bệnh cho công chúa ở phủ An Dương Hồng. Vẻ mặt ngạc nhiên của Tôn Mộ Khanh dần dịu lại, rồi anh thở dài nói, thì ra là cửu cô nương. Tần Hoàn cảm thấy hơi áy náy, hôm đó, khi Tôn Mộ Khanh hỏi Yến Trì về nàng, nàng đã có mặt nhưng Yến Trì không nói gì. Nên nàng cũng giữ im lặng, Thành gia đã giấu Tôn Mộ Khanh suốt mấy ngày qua. Tần Hoàn cúi mặt, ta không cố ý giấu Tôn công tử, chỉ là lúc ấy. Tôn Mộ Khanh khẽ cười, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Khi ấy mới gặp nhau lần thứ hai, cửu cô nương đâu phải kiểu người khoe khoang danh tiếng, nên không nói ra rằng ngươi chính là tiểu y tiên của Thành Cẩm Châu. Nghe vậy, trong lòng Tần Hoàn càng cảm thấy áy náy. Nhưng Tôn Mộ Khanh lại thở dài, cửu cô nương thật sự khiến người khác thay đổi cách nhìn bất cứ người y giả nào nghe đến tên dược vương cốc đều muốn tìm đến còn ngươi từ đầu đã thẳng thừng từ chối ta tôn mộ khanh có chút vui mừng pha lẫn phân khích xem ra ông trời vẫn chưa đối xử tệ với ta lại để ta gặp được cửu cô nương ở cầm châu này chuyến đi này quả không phí công trước đây ta chỉ nghĩ cửu cô nương yêu thích y thuật nhưng giờ lại không phải thế bệnh của công chúa an dương hầu từng được một vị ngự y danh tiếng chữa trị nhưng không khỏi sau đó nhờ cửu cô nương mới bình phục hoàn toàn điều này cho thấy y thuật của cửu cô nương còn hơn cả vị ngự y kia cửu cô nương học y từ vị tiền bối nào vậy tần sương dù có ý tốt nhưng lại vô tình gây rắc rối trong lòng tần hoàn có chút lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nàng không cố tình giấu diếm mãi chỉ là sợ rằng Tôn Mộ Khanh sẽ phát hiện y thuật của nàng học từ Dược Vương Cốc. Ta học từ gia phụ và gia mẫu, đây là lý do thoái thác quen thuộc của Tần Hoàn khi ai hỏi và lần nào nàng cũng dùng nó. Tôn Mộ Khanh ngạc nhiên, vậy ra là thế, phụ thân và mẫu thân của cô nương có từng vào Dược Vương Cốc không? Nghe vậy, Tần Hoàn cười khổ, phụ thân và mẫu thân ta đã qua đời từ sớm, theo ta biết họ chưa từng đến Dược Vương Cốc họ chỉ dạy ta rất nhiều khi ta còn nhỏ việc ta chữa khỏi bệnh cho công chúa cũng chỉ là tình cờ ta thật không dám nhận danh y tiên tôn mộ khanh tỏ vẻ áy náy thấy sắc mặt buồn bã của tần hoàn nên không hỏi thêm nữa tần hoàn cũng khéo léo lảng tránh khiến tôn mộ khanh chỉ gật đầu thật xin lỗi ta không biết phụ mẫu của cửu cô nương đã qua đời tần hoàn khẽ cười không sao đâu nói xong nàng nhìn về phía người đàn ông kia anh ấy lại ngủ rồi. Tôn Mộ Khanh quay đầu nhìn, thấy đúng là người đàn ông kia đã nhắm mắt, hơi thở cũng đều đặn hơn. Ngủ được cũng tốt, bây giờ chưa thể ăn gì, đợi tối sẽ tính tiếp. Tôn Mộ Khanh nói rồi dẫn nhóm Tần Hoàn rời khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, vừa đi vừa bảo, "Mau ăn thôi, đồng thúc vừa báo cơm đã sẵn sàng rồi. Vậy chúng ta qua chỗ Tam ca chờ nhé." Tần Sương đề nghị, cả nhóm đi về sân của Tần Diễm không lâu sau cơm chiều được dọn ra món ăn bày biện đầy đủ trên bàn trong lúc ăn tần sương liên tục đưa mắt về phía tần tương ngay khi vừa ăn xong tần sương kéo tần hoàn lại nói ngũ tỉ vừa ăn vừa ngẩn ngơ cứ mãi trò chuyện với tôn công tử có phải đang nghĩ gì không tần hoàn bật cười nếu ngươi thấy chán thật thì ra ngoài dạo một chút đi nhưng nhớ đừng đi quá xa quanh đây là được tần sương trợn mắt ngươi sao lại như thế chán ngát tần hoàn thay nàng thốt lên hai từ khiến tần sương vừa giận vừa bực thấy vậy tần hoàn nhìn nàng rồi thở dài được rồi chúng ta ra sau dạo một chút bên ngoài hơi lạnh nhớ mặc áo choàng vào thế này là được rồi tần sương vui vẻ lên cùng tần hoàn mặc áo choàng rồi cùng nhau đi ra ngoài tần hoàn không có ý định đi xa nhưng vô thức lại đi về phía tòa nhà phía bắc cách đó khá xa ánh mắt nàng thoáng nhìn về phía sân nơi nghe thấy tiếng động lúc sáng. Dù tự nhủ không suy nghĩ nhiều, nhưng lòng nàng vẫn thấy mơ hồ lo lắng. Đây là con đường mà tiểu thư đi lúc sáng, Phục Linh và Vãn Hạnh lúc này đang đi theo tần hoàn, lúc sáng họ đã lần theo dấu chân để tìm nàng. Thấy nàng đi đến đây, Phục Linh lên tiếng hỏi, tần hoàn đáp, bên phía tây thì đã đi qua rồi, phía đông không tiện quấy dày, phía nam là cổng chính, chúng ta đã đi qua hết chỉ còn lại hướng này thôi. Phục Linh nghe vậy thở dài, sau này tiểu thư ra ngoài nhớ gọi chúng ta đi cùng nhé. Tuy là nhà của thần y tôn công tử, nhưng tuyết lớn thế này, lỡ tiểu thư trượt ngã trẹo chân thì làm sao mà hay. Đang nói, tần xương vừa nhấc chân lên đã bị loạn choạng một cái. Tiểu thư, vãn tình hoảng hốt kêu lên và vội vàng đỡ tần xương đứng vững. Tự bản thân Tần Sương cũng bị dọa đến mức ôm chặt ngực, xoay người chừng mắt nhìn Phục Linh, miệng ngươi sao xui xẻo thế? Tiểu thư nhà ngươi không ngã, ta suýt nữa thì ngã rồi. Phục linh bất lực cười nhẹ, không muốn chọc tức tần xương thêm nữa. Thật làm ta sợ muốn chết, may là không bị ngã, đang nói, bỗng một tiếng kêu rất nhỏ vang lên. Tần hoàn vốn không để ý đến mấy người họ đang nói chuyện, lập tức dừng bước. Đừng nói chuyện nữa, có gì đó đang kêu, nghe nàng nói vậy, mọi người đều im lặng. Ngay sau đó, từ phía trước vang lên một tiếng meo nho nhỏ tần sương trợn tròn mắt mèo là mèo sao tần hoàn theo bản năng tiến về phía phát ra tiếng kêu tần sương bất đắc dĩ nói người định đi tìm con mèo đó sao tòa nhà này lớn thế có vài con mèo hoang là bình thường thôi chúng đều bẩn lắm ngươi ôi tần sương nói mấy câu thấy tần hoàn không để ý đành phải bước theo tần sương theo chân tần hoàn đến một góc sân rồi dừng lại khi thấy một con đường nhỏ giữa hai tiểu viện. Con đường này trông rất cũ kỹ, hai bên tường phủ đầy rêu xanh và mạng nhện. Tiếng kêu nhỏ của con mèo phát ra từ cuối con đường. Cuối con đường hẹp này dường như có thể dễ phải, nhưng con hẻm nhỏ tối tăm này khiến Tần Hoàn do dự, không bước tiếp ngay. "Sao vậy, sao ngươi không đi tiếp?" vừa dứt lời, tiếng mèo lại vang lên, khiến Tần Hoàn như bị thôi thúc, định bước lên. Nhưng ngay khi nàng sắp tiến thêm một bước, vãn hạnh từ bên cạnh đã vội vàng tiến lên đi trước. Tần hoàn liếc nhìn vãn hạnh rồi nhẹ nhàng bước theo phía sau. Sau khi đi chừng 20 bước, họ đến cuối đường tắt, đột nhiên tần sương bịt mũi lại, trời ơi, mùi gì mà ghê tởm quá. Con đường nhỏ hẹp này càng đi sâu vào trong thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Đi phía trước, vãn hạnh đột nhiên chậm bước, khẽ giơ tay ra hiệu cho những người đi sau hãy đi chậm lại cả nhóm đều dừng bước vẻ mặt tần hoàn trở nên trầm ngâm nàng nghiêng tai lắng nghe nhưng tiếng mèo vừa rõ ràng khi nãy giờ đã biến mất khiến nàng có phần nghi hoặc vãn hạnh lại bước nhanh hơn đi về phía trước vãn hạnh bước qua nền tuyết dày nhưng khi tần hoàn nhìn kỹ nàng thấy dấu chân của vãn hạnh dường như nông hơn dấu chân của mọi người khi đến cuối đường vãn hạnh rẽ sang phải nhìn thấy gì đó khiến nàng ngay lập tức nhíu mày tần sương nhìn vãn hạnh khẽ hỏi là gì vậy vãn hạnh nhìn thoáng qua tần hoàn rồi khẽ nói mèo tần hoàn lập tức bước nhanh hơn khi nàng đến bên cạnh vãn hạnh và nhìn sang bên phải nàng cũng sững người nhìn thấy tần hoàn đã đi đến mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến lên ngay lập tức tất cả bọn họ đều đứng quanh nàng vừa đứng vững họ đồng loạt hít sâu một hơi tần sương mở to mắt run rẩy chỉ về phía đống hỗn độn cách đó không xa. Một lát sau, nàng quay người, quẹ một tiếng nôn mửa, Phục Linh cũng tái mặt, sao lại có nhiều thế này. Cách đó 10 bước, dưới mái hiên nơi tuyết chưa phủ hết, là một bãi tàn tích, với những mảng lông và thịt vương vãi, loang lổ máu đỏ tanh hôi. Bên cạnh đống xác mèo la liệt, một con mèo đen toàn thân lông xù lên, hùng hăng nhìn chằm chằm nhóm của tần hoàn, nhe răng gầm gừ. Sao, sao lại có nhiều đến vậy? Phục Linh tái mặt, Tần Sương bên cạnh cũng không nhịn nổi mà nôn thốc tháo. Tần Hoàn nhìn con mèo đen đang nhe răng, rồi lại nhìn đống xác mèo la liệt dưới đất, mày nàng cau lại, bước tới vài bước. Mùi hôi thối tanh tưởi pha lẫn với luồng gió lạnh quét qua người, Tần Hoàn siết chặt áo choàng, cúi xuống quan sát đống xác mèo. Có những xác mới, máu còn đọng ướt đẫm, có xác thì đã thối giữa đổi màu. Khi nhìn kỹ những xác mới, Tần Hoàn phát hiện vết thương trên thân mèo rất ngay ngắn, trông giống như vết cắt từ dao. Ánh mắt Tần Hoàn tối sầm lại, nàng cúi xuống quan sát và nhận ra một xác mèo mới bị mổ bụng, lộ ra nội tạng mờ mờ bên trong. Những xác mèo này không rõ từ đâu bị kéo tới đây, máu thịt nhầy nhụa, trông thật kinh hoàng. Tiểu thư, giờ phải làm sao đây? Ở đây có ít nhất 10 xác mèo. Phục Linh bước tới, định kéo Tần Hoàn ra khỏi nơi này. Còn Tần Sương thì vẫn run rẩy, bị vãn tình dìu ra đầu ngõ, quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng kiên định của Tần Hoàn vẫn đứng đó. Khi Tần Hoàn đến gần, con mèo đen vốn đang gầm gừ trở nên giận dữ, nhìn nàng với ánh mắt dữ tợn như muốn bảo vệ thứ gì đó. Tài nó dựng đứng, móng vuốt sẵn sàng, như thể sắp nhào tới. Phục Linh và Vãn Hạnh lập tức đứng bảo vệ Tần Hoàn. Nhưng khi Tần Hoàn vừa định trấn an thì con mèo đen lùi lại vài bước rồi bất ngờ quay người bỏ chạy, biến mất trong góc đường. Lúc này Phục Linh mới thở phào nhẹ nhõm, làm nô tỳ sợ chết khiếp, cứ tưởng nó định tấn công. Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm gì? Phục Linh nhìn Tần Hoàn, nhận ra những xác mèo trồng chất này dường như đã ở đây nhiều ngày mà không ai phát hiện. Có nên báo với đồng thúc không? Tần Hoàn lùi lại một bước, quay người đi về phía lối ra của con ngõ hãy rời khỏi nơi này trước đã đứng ở lối ra con mõ tần sương mặt mày tái mét thở dốc thấy tần hoàn bước ra nàng lo lắng hỏi vì sao vì sao lại có nhiều xác mèo như vậy còn chất đống ở đó nữa tần hoàn nheo mắt có lẽ là do con mèo đen mang từ nơi khác đến tần sương nheo mắt nơi khác là nơi nào ta không biết trận tuyết này đã xóa hết mọi dấu vết rồi tần hoàn lắc đầu nhưng chắc cũng chỉ quanh khu nhà này thôi tần sương trợn tròn mắt ở ngay trong nhà này hay là có ai đó trong tòa nhà này thích hành hạ mèo đến chết tần sương tuy không thích thú cưng nhưng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi sợ hãi dù không thích thì vẫn thấy người nào mà nhẫn tâm tần sương tuy không thích nuôi thú cưng nhưng nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi cũng khiến nàng thấy dùng mình dù không thích nhưng nếu có người nhẫn tâm giết mèo nhiều như vậy thì chắc hẳn đó là một kẻ biến thái điên cuồng. Chưa chắc, có thể vì một lý do khác, ánh mắt tần hoàn lóe lên chút suy nghĩ, nhưng không nói rõ ra. Vậy bây giờ phải làm sao? Tần Sương thoáng lộ vẻ lo lắng trong mắt, có nên báo cho đồng thúc không? Tần Hoàn gật đầu, tất nhiên phải báo rồi, nhưng Lục Tỷ không cần lo. Ta sẽ đi nhớ với họ, Lục Tỷ cứ về trước, việc này tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Vốn đã rất sợ hãi, Nghe vậy, Tần Sương thở phào nhẹ nhõm, "Được, vậy ta, ta về nghỉ ngơi trước." Nói xong, Tần Sương quay người đi, Vãn Tình và Tú Vân tự nhiên cũng đi theo. Sau khi nàng đi rồi, Phục Linh lo lắng nhìn Tần Hoàn, "Tiểu thư, chúng ta bây giờ phải làm sao?" Tần Hoàn nhìn về hướng đông, "Chúng ta qua đó xem thử." Phục Linh chớp chớp mắt, không rõ Tần Hoàn đang có dự định gì, nhưng vẫn nghe lời đi theo. Cả ba người hướng về phía đông, đi một lúc thì gặp hai người làm đang quét tuyết. Tòa nhà này không yêu cầu dọn dẹp nhiều nơi, nhưng khu vực phía đông có chủ nhân nên không thể lơ là. Khi thấy Tần Hoàn, hai người này vội dừng tay cúi chào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 228. Tần Hoàn khẽ gật đầu, không đáp lời, tiếp tục bước về hướng đông. Chưa đi được bao xa thì đồng túc đã tới, nhìn thấy nàng liền vui vẻ cười nói, Tần cô nương, sao cô lại đến đây? Có phải muốn gặp thiếu chủ không? Tần Hoàn vội xua tay, cười đáp, "Không không, không phải vậy, thiếp vừa dùng bữa xong, ra ngoài để tiêu thực chút thôi." Ban đầu thiếp định đi qua chỗ bên kia, nhưng vừa đến gần thì ngửi thấy một mùi rất lạ, không biết đó là mùi gì. Đồng Thúc cau mày, "Mùi, mùi gì vậy?" Tần Hoàn ra vẻ tự nhiên nói, "Hình như là mùi của một loài động vật nhỏ." sáng nay đồng thúc có nói trong viện bên đó có nuôi chó nhưng thiếp chưa đến đó không biết liệu còn có thứ gì khác bị nhốt ở sân khác không ánh mắt đồng thúc thoáng chút nghi hoặc nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường vậy để ta cho người đi kiểm tra xem thế nào tần hoàn gật đầu có lẽ thiếp chỉ ngửi nhầm thôi nói rồi nàng liếc nhìn về phía trước chúng ta sắp đến nhân tâm viện rồi không nên làm phiền thần y thôi chúng ta quay về đi đồng thúc cứ tiếp tục công việc đi đồng thúc cười gật đầu tần hoàn lúc này mới dẫn theo phục linh và vãn hạnh quay người rời đi lần này tần hoàn không đi đâu nữa mà quay về sân của mình vừa bước vào cổng nàng liền quay sang bảo vãn hạnh vãn hạnh người ra ngoài tìm cách xem họ xử lý mọi thứ ra sao vãn hạnh gật đầu không hỏi gì thêm mà lập tức rời đi phục linh hơi ngạc nhiên nhìn tần hoàn tiểu thư bảo vãn hạnh đi xem gì vậy Tần Hoàn thở dài, ta muốn biết ai là người đứng sau chuyện này. Nghe vậy, Phục Linh cũng lộ vẻ trầm tư, ý tiểu thư là mấy con mèo chết đó có thể do con mèo đen mang đi. Nếu vậy, những nơi khác trong tòa nhà này cũng có thể có nhiều con khác. Có ai trong nhà này lại có sở thích kỳ lạ như vậy không nhỉ? Tần Hoàn mím môi không nói gì, Phục Linh nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của tiểu thư liền im lặng, không hỏi thêm nữa. Hai người ngồi trong phòng qua khoảng thời gian uống xong hai tách trà, vãn hạnh nhẹ nhàng bước vào. tiểu thư là đồng thúc dẫn theo hai nam tỷ đến, họ đem toàn bộ xác mèo đi, không rõ là đưa đi đâu, chắc là mang ra ngoài chôn. đồng thúc có vẻ không ngạc nhiên, trông ông ấy chỉ muốn giấu nhẹm chuyện này đi thôi. nghe vậy, tần hoàn lại càng trầm xuống, ta hiểu rồi. phục linh nhìn qua vãn hạnh, rồi lại liếc tần hoàn đang im lặng, nàng cũng không hỏi gì thêm. Tần Hoàn đứng dậy bước đến bên cửa sổ, sắc trời đã dần tối. Đêm nay, không chỉ có kẻ trộm dược không rõ tung tích, mà cả ngày nàng đã thấy nhiều chuyện kỳ lạ đầu tiên là âm thanh lạ trong sân, rồi lại thấy xác mèo đầy đất. Đồng thúc đã bảo trong viện có chó bị chuốc thuốc mê, vậy liệu những con chó này có thể gặp số phận giống lũ mèo không? Đôi mắt Tần Hoàn nheo lại, nhớ đến trước đây mình từng nuôi vài con chuột bạch, chỉ vì không biết cách pha thuốc phù hợp mà thuốc phát độc khiến chúng chết từ đó nàng rất ít khi thử nghiệm loại thuốc nguy hiểm cũng chưa bao giờ dùng sinh vật khác để thử thuốc dùng thú cưng nhỏ để thử thuốc không phạm pháp nhưng mà nhiều mèo chết như vậy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng tần hoàn tiểu thư thấy quanh người tần hoàn như toát ra hàn khí phục linh không khỏi lo lắng khẽ gọi tần hoàn khẽ thở dài chuyện này cứ tạm gác lại đi phục linh thoáng ngập ngừng nhưng chuyện này có vẻ không giống với tính cách của tiểu thư tần hoàn cười khổ tính cách ta phải như thế nào đôi khi ta cũng cảm thấy bất lực thôi trời dần dần tối lại ban ngày không tuyết cũng không nắng nhưng đến đêm thì gió lạnh bỗng nổi lên từng cơn gió mạnh thổi dạp những hàng liễu trong sân chẳng bao lâu sau phục linh ngạc nhiên kêu lên tiểu thư bên ngoài lại có tuyết rồi trong lòng Tần Hoàn chợt thắt lại, chỉ cần tuyết tan thêm một ngày nữa là họ có thể rời đi, nhưng không ngờ tuyết lại rơi thêm, khiến lớp tuyết càng dày thêm, làm trì hoãn hành trình của họ thêm lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng bên kia bật mở, Tần Sương khoác áo choàng chạy sang phía Tần Hoàn, đẩy cửa bước vào và nói, "Lại có tuyết rơi. Làm sao bây giờ? Tuyết lại rơi thế này, chẳng phải chúng ta lại phải lùi thêm một chút thời gian nữa sao?" phục linh vừa pha trà cho tần sương vừa nói lục tiểu thư không phải thích tuyết sao sao giờ lại lo lắng thế tần sương nhìn phục linh với vẻ trách móc khẽ hừ một tiếng ta chỉ muốn rời đi sớm thôi từ lúc thôn tam nguyên ta đã thấy sợ rồi đến tòa nhà này cứ nghĩ là yên ổn nhưng mà dù sao ta vẫn thấy nơi này thật quái lạ muốn rời đi sớm thôi tần sương nhắc đến việc buổi chiều thấy những xác mèo rồi nhìn sang Tần Hoàn, chuyện đó ra sao rồi? Tần Hoàn bước đến gần Tần Sương, ta đã nhắc đồng thúc, ông ấy đã cho người đến thu dọn sạch sẽ rồi. Chỉ vậy thôi sao, Tần Sương đứng bật dậy, trước giờ ngươi vẫn luôn theo thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân, ta cứ nghĩ ngươi ghét cái ác như kẻ thù, sao chuyện này lại cho qua dễ dàng vậy? Phải cha cho ra, xem ai trong tòa nhà này có lòng dạ xấu xa như thế. Vậy rồi sao nữa? Tần Hoàn nhìn Tần Sương, sau đó báo qua nả. Tần Sương thoáng ngẩn ra, chuyện này liệu quan phủ có quản không nhỉ? Tần Hoàn lắc đầu, Tần Sương mở lớn mắt, dường như cũng hiểu ra. Chuyện này nếu không có bằng chứng rõ ràng, các nàng chỉ là người ở tạm trong nhà người ta, làm sao có quyền can thiệp? Vậy thật sự bỏ qua sao? Tần Hoàn nhíu mày, chúng ta còn chưa rõ nguyên nhân hậu quả của việc này, muốn quản cũng chẳng có cách nào tần hoàn cúi xuống không ai nhìn ra được nhưng nàng thì thấy rõ mấy con mèo mới chết đó vết thương rất gọn gàng như bị đau rạch và các bộ phận bên trong bụng đều bị lộ ra có tay nghề như vậy trong tòa nhà này còn ai có khả năng như thế ý tưởng này chưa hẳn chính xác nhưng chỉ với nghi ngờ này thôi tần hoàn cũng đã hiểu mình không thể quản lý được chuyện này nghe vậy tần sương cũng cúi đầu ta sẽ nói chuyện với tam ca Chúng ta nghĩ cách để rời đi sớm hơn thôi. Nói rồi, Tần Sương quay người chạy ra khỏi cửa, Phục Linh nhìn theo bóng dáng nàng mà thở dài, "Lục tiểu thư có lẽ bị hoảng sợ thật rồi." Phục Linh biết rõ rằng Tần Hoàn không hề sợ hãi, tiểu thư nhà nàng giỏi trong việc mổ xẻ và nghiên cứu, vài xác mèo không là gì với nàng. Tưởng rằng Tần Sương đi rồi sẽ không quay lại, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã hầm hầm quay trở lại, vừa vào cửa đã nói: trời ơi, người biết ta vừa thấy gì ở chỗ ngũ tỷ không? Tần Hoàn tò mò hỏi, người thấy gì? Tần Sương nhíu mày, ở chỗ nàng ấy có một đôi ngọc bướm rất đẹp. Tần Hoàn ngạc nhiên, ngọc bướm gì cơ? Tần Sương thở sâu rồi nói, là một đôi bướm ngọc, rất tinh xảo, cô nương nào thấy cũng sẽ thích. Trước đây nàng không có, là người khác tặng cho nàng, người đoán xem là ai tặng. Nghe vậy, Tần Hoàn có phần ngạc nhiên trong tòa nhà này tần tương đâu có quen ai nàng suy nghĩ một lát rồi đoán tam ca tần xương rậm chân không phải tam ca là thiếu chủ nhà họ bạch tần hoàn suy nghĩ một chút rồi bật cười thiếu chủ nhà họ bạch sao nàng chỉ khẽ than rồi không nói gì thêm điều này làm tần xương không hài lòng nàng hừ hừ nói người biết không hôm nay nàng nhận được quà vào buổi chiều nói là thiếu chủ nhà họ bạch đã dặn người mang tới cho nàng trước khi rời đi ta nhìn ngũ tỷ lúc đó mắt nàng lấp lánh khi nhắc đến thiếu chủ họ bạch nàng thích lắm đấy nghe vậy tần hoàn hiểu ra buổi sáng tần tương đã gặp thiếu chủ họ bạch và sau đó được tặng quà tất nhiên nàng ấy vui mừng tần diễm từng nói rằng thiếu chủ họ bạch rất xuất sắc với tuổi của tần tương thấy một nam nhân xuất sắc mà động lòng là chuyện bình thường đặc biệt là khi chàng trai đó lại thể hiện thiện cảm với nàng ngũ tỷ có cảm tình với thiếu chủ họ bạch sao cũng đâu có gì không tốt tần hoàn không để tâm lắm nhưng tần sương lại nói nhưng ngươi thử nghĩ xem đó là nhà họ bạch nhà họ bạch đấy những gia tộc thân với bạch gia đâu ít sao lại đến lượt ngũ tỷ hơn nữa người ta chỉ tặng một đôi bướm ngọc vậy mà nàng ấy cứ nghĩ người ta xem trọng mình lắm có khi thiếu chủ chỉ tặng cho nàng chút quà nhỏ cho đúng lễ nghi khi gặp gỡ thôi mà. Tần Hoàn vốn không quan tâm lắm đến chuyện cá nhân của tỷ muội mình, nhưng thấy Tần Sương xem trọng chuyện này, nàng cũng nói, người nghĩ vậy cũng đúng. Nếu người thấy ngũ tỷ nghiêm túc quá thì nên nhắc nhở nàng đôi chút, tránh để nàng hiểu lầm rồi lại tổn thương lòng mình. Nếu nàng thật sự thích thiếu chủ họ bạch, thì cứ quan sát và tìm hiểu kỹ hơn. Tần Sương dậm chân, ta đã nói rồi đấy, nhưng nàng ấy không chịu nghe tần hoàn hơi lưỡng lự nàng thấy tần tương không thân thiện với mình lắm nên nàng chuyển hướng đề nghị vậy ngươi thử nói với tam ca để tam ca gợi ý nhẹ cho nàng ấy nghe vậy tần sương có chút ngập ngừng chuyện này mà nói với tam ca có ổn không nàng ấy mà biết ta nói với người khác thì không hay lắm đúng là chuyện tâm tư riêng của nữ nhi thì không nên bàn với nam giới nhưng tần hoàn cũng không thể trực tiếp nhắc nhở tần tương nếu không có khi lại làm nàng ấy phật ý. Tần Hoàn thở dài, mới bắt đầu thôi mà, nàng có cảm tình với thiếu chủ họ Bạch, không chịu nghe ngươi cũng là chuyện bình thường. Chúng ta cũng chỉ ở đây vài ngày, chỉ cần nàng không làm điều gì quá đáng là được. Đương nhiên, nếu thiếu chủ họ Bạch thật lòng thích nàng, thành một mối duyên thì còn gì bằng. Tần Sương khẽ ngừ một tiếng, liếc nhìn Tần Hoàn rồi nói, ta không tin thiếu chủ nhà họ Bạch lại để ý đến nàng như vậy. Nàng ấy không có nhan sắc khuynh thành, phẩm chất cũng không có gì đặc biệt. Thiếu chủ nhà họ Bạch, nếu thật sự là người đàng hoàng, lại đâu dễ dàng để mắt đến nàng như vậy. Trước giờ Tần Hoàn vẫn thấy tính cách Tần Sương nóng nảy, nói năng thiếu logic, lúc tùy hứng lúc lại vô lý. Nhưng lần này, lời của nàng ta cũng có lý khiến Tần Hoàn gật gù. Tần Hoàn nhíu mày, cũng phải, mới gặp lần đầu đã lập tức tặng quà, nếu thật sự là có tình cảm thì xem ra cũng hơi đường đột. Đúng vậy, Tần Sương hừ hừ nói, huống hồ Ngũ tỷ lại tự xem mình quá cao. Ta thấy nàng giờ đây có vẻ thiếu sáng suốt, nếu thiếu chủ nhà họ Bạch là người chăm hoa thì e rằng Ngũ tỷ sẽ phải tổn thương. Vậy ngươi hãy để ý đến nàng nhiều một chút, may mà thiếu chủ nhà họ Bạch hiện không có ở trong phủ, nên dù nàng có động lòng cũng sẽ không làm điều gì dại dột. Tần Sương gật đầu, như vậy thì vẫn giữ được chút lễ nghĩa. Được Tần Hoàn an ủi, Tần Sương nói thêm vài câu rồi thấy trời đã tối, liền trở về phòng mình. Một lúc sau, bên ngoài trời đã lạnh căm với gió tuyết cuộn xoáy. Tần Hoàn nhìn sắc trời đầy lo lắng, Phục Linh bên cạnh vừa thêm than vào chậu lửa vừa nói, "Lục tiểu thư gần đây thay đổi thật nhiều, đến mức có thể nghe từ nàng ấy nói ra hai chữ lễ giáo." Tần Hoàn nghe vậy liền bật cười, "Đúng thế." thay đổi không hề nhỏ. Tần Hoàn vừa nói vừa không khỏi nhớ đến hình ảnh Tần Sương lúc trước vẫn thường chạy tới chạy lui, có chút ngang ngược mà hài hước, khiến nàng liên tưởng đến những ngày ở hồ, khi mà Tần Sương nửa đùa nửa thật sai bảo đám thị nữ đẩy nàng xuống nước. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Sương như thể lột xác thành con người khác. Phục Linh nói thêm vài câu, kể tội Tần Sương về việc thường xuyên ác độc trêu chọc hai chủ tớ. Tần Hoàn nghe mà cười mãi không thôi. Đến khi trời đã muộn, nàng mới định nghỉ ngơi, nhưng đêm trước ngủ không ngon, đêm nay Tần Hoàn lại cũng khó lòng ngủ yên. Dù đã đóng chặt cửa sổ, Tần Hoàn vẫn không thể ngăn được tiếng gió rít và tuyết đập mạnh vào khung cửa. Nàng cảm thấy đêm nay tuyết còn dày hơn so với trận tuyết đêm ở trường phúc khách điếm. Tiếng gió rít như than khóc trong màn đêm khiến Tần Hoàn cảm thấy bất an. Không chỉ Tần Hoàn, mà cả Phục Linh và Vãn Hạnh cũng khó lòng đi vào giấc ngủ. Ba người nằm trên giường, chằn chọc mãi cho đến khi mơ màng ngủ được chút ít. Sáng hôm sau, Tần Hoàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rồn rập. Cửu muội. Tần Hoàn bừng mở mắt, lắng nghe một lúc rồi nhận ra đó là tiếng Tần Sương gõ cửa. Bên ngoài, Vãn Hạnh đã đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Tần Sương thấy Phục Linh vẫn còn ngái ngủ, còn Tần Hoàn thì chưa kịp rời khỏi giường. Nàng liền xông thẳng vào phòng trong, hét lên, có chuyện rồi. Tên trộm đã chạy mất. Tần Hoàn bật dậy ngay lập tức, nghe vậy nàng hoàn toàn tỉnh táo, chạy rồi sao? Chương 230. Tiểu Hạt Thông đã chết rồi sao? Họ có nghe nhầm không nhỉ? Gạch nối dài gạch nối dài. Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh lập tức đứng dậy bước ra, Tần Diễm và Tần Sương cũng nhanh chóng theo sát. Lâm Thẩm gần như không đứng vững lo lắng hỏi dồn, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Hạt Thông vẫn bình yên mà lại chết một cách đột ngột như vậy sao? Những người khác đâu, sao ngươi lại thấy hắn ở đó? Tiểu Hạt rẻ, mặt xanh sao và đầy mồ hôi trên trán, run rẩy nói, không phải là ta phát hiện ra, là Trương Thúc nhìn thấy đầu tiên. Trương Thúc tính đi tìm Đồng Thúc, nhưng Đồng Thúc lại đi bắt kẻ trộm thuốc cùng mọi người, nên Trương Thúc nhờ ta báo tin tiểu hạt thông chết cách viện nhân tâm không xa, tại khu tạp vật phía sau máng suối. Lâm thẩm nghe mà mặt trắng bệch, môi run run mãi mà không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe, đứng đó mà bối rối, không biết làm gì. Tôn mộ khanh bước lên một bước, nói, người ở đâu? Mau dẫn chúng ta đến xem. Lâm thẩm giật mình rồi vội nói, biểu thiếu ra, biểu thiếu ra đừng đến nhìn cảnh này, để nô tỳ đi. Nô tỳ đi tôn mộ khanh nắm lấy cánh tay đang run rẩy của lâm thầm nghiêm nghị nói chuyện lớn như vậy chết người không thể xem nhẹ ta biết chốt ít về việc kiểm tra thi thể để ta đi xem không lý nào tiểu hạt thông lại tự sát không phải tự sát không phải tự sát tiểu hạt rẻ tròn mắt sợ hãi giọng run rẩy khiếp đảm trương thúc nói tiểu hạt thông bị người khác cắt đứt cả tứ chi tần diễm nhíu mày vội hỏi tứ chi đều bị chặt đứt sao tiểu hạt rẻ gật đầu mặt trắng bệch vâng trương thúc nói vậy việc này chưa báo với thiếu chủ nhân mà trương thúc cũng không biết phải làm sao nữa tôn mộ khanh nghiêm mặt dứt khoát nói dẫn đường tiểu hạt rẻ hốt hoảng muốn nhờ lâm thầm đứng ra chủ trì nhưng lâm thầm vừa nghe tin có người chết đã bị dọa đành nghe theo lệnh tôn mộ khanh rồi quay người dẫn đường tần hoàn giữ vẻ bình tĩnh định bước theo nhưng bị tần diễm nắm tay giữ lại cửu muội muội đi làm gì? Tần hoàn dẫy nhẹ, hạ giọng nói, chuyện mạng người xảy ra ngay trong nhà, dù chỉ là ở vài ngày nhưng chúng ta cũng không thể bằng quan, tam ca chẳng lẽ không lo rằng có thể có chuyện xảy ra với chúng ta? Nghe vậy, tần diễm cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Dù tôn mộ khanh là người tốt và nổi danh thần y, nhưng sự tình trên đời đâu thể đơn giản như vậy. Tần Diễm buông Tần Hoàn ra, nói, ta sẽ đi xem, các muội đợi trong sân tần hoàn lắc đầu nhắc nhở nhẹ nhàng tam ca quên rồi sao muội cũng biết y thuật cũng có thể nhận ra vài manh mối mà tần diễm thoáng ngạc nhiên vừa lúc tôn mộ khanh nghe thấy tần hoàn nói quay lại nhìn thấy nàng không chút do dự định bước theo hắn khẽ mấp máy môi nhưng rồi không nói gì thêm tần sương bước đến nói với tần diễm tam ca đừng lo lắng trước đây khi tần phủ có chuyện cử muội còn giúp thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân xem xét họ đều rất tin tưởng muội ấy để cũng muốn đi xem nói xong tần sương nhanh chóng theo bước tần hoàn khiến tần diễm thoáng ngẩn ra rồi cũng đành bước theo hai người thấy các chủ tử đều đã đi phục linh và vãn tình lập tức theo sau để hộ tống chu hoài từ xa bước nhanh đến gần tần diễm khẽ nói thế tử việc này có vẻ bất thường xin ngài cẩn thận hành động Tần Diễm gật đầu, đáp, người đi trước xem xét, xem mọi người đã có mặt đủ chưa, đừng để ai bị cuốn vào việc này. Chu Hoài nhận lệnh rồi rời đi, Tần Diễm lúc này mới nhanh chóng đuổi theo đoàn người. Tiểu hạt rẻ chạy gần như vội vã ở phía trước để dẫn đường, Tôn Mộ Khanh quay lại nhìn Lâm Thầm hỏi, Lâm Thầm nói tiểu hạt thông mất tích, là sáng nay mới phát hiện ra sao? Lâm Thầm tuổi tác đã cao, lại vất vả lao lực, nghe vậy thở dốc đáp. Vâng, sáng nay chúng tôi mới phát hiện. Nhà không có nhiều người giúp việc, trong bếp chỉ có Nô Tỳ và Từ Thị cùng nấu nướng, Tiểu Hạt Thông chỉ phụ làm tạp vụ. Cậu ấy chỉ làm tạp vụ nên không quan trọng. Sáng nay lúc cơm đã chuẩn bị xong mà vẫn không thấy Tiểu Hạt Thông đến, Nô Tỳ và Từ Thị đều bận nên nhờ Tiểu Hạt Rẻ đi tìm. Tiểu Hạt Rẻ đi phía trước, thấy vậy liền nói thêm, khi đó tiểu nhân đến phòng tìm thì thấy tiểu hạt thông quả thật không có ở trong phòng. Tôn mộ khanh gật đầu, bảo, đi trước, rồi xem xét kỹ. Men theo con đường nhỏ dẫn đến sân sau viện nhân tâm, họ cảm thấy mùi máu tanh lan tỏa. Tôn mộ khanh dẫn đầu, khi thấy cảnh tượng trước mặt liền giơ tay ngăn mọi người lại, các người khoan hãy đến. Nghe vậy, xương tái mặt vì sợ, cô không chịu nổi cảnh sát chết, chỉ là tò mò mà đi theo. Tần Diễm nói với Tôn Mộ Khanh: "Tôn công tử không cần lo lắng, ngài xem được thì chúng tôi cũng xem được, ai sợ thì đứng ngoài là được." Tôn Mộ Khanh nghe vậy không ăn cản nữa, ngay sau đó Tần Diễm và Tần Hoàn cùng bước lên. Vừa qua khỏi góc sân, Tần Diễm thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm anh dùng mình. Dù đã nghe Tiểu Hạt rẻ kể về cái chết, nhưng tận mắt chứng kiến lại khiến anh choáng váng không tin nổi. Thi thể Tiểu Hạt Thông dựa vào tường, tóc rối tung, mặt bê bết máu, ánh mắt mờ trừng trừng trong nỗi kinh hoàng. Tứ chi của cậu bị chặt đứt, máu đông lạnh thâm đen lại ghê rợn. Tần Diễm nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy buồn nôn, dạ dày như muốn lộn ngược. Định quay đi thì anh thấy Tần Hoàn bình thản đứng cạnh, chấn tĩnh hơn hẳn mình. Lâm Thẩm là người đến sau cùng, vừa đến nơi, thấy cảnh tượng thì hét lên rồi bật khóc. Tôn Mộ Khanh đưa tay che mũi, nhìn người trung niên rưng rưng nước mắt bên cạnh hỏi trương thúc trương thúc gật đầu giọng nghẹn ngào biểu thiếu ra chính là tôi đã phát hiện ra tiểu hạt thông người đã phát hiện ra như thế nào trương thúc hồi tưởng lại giọng còn run rẩy sáng nay tôi định dọn dẹp tuyết ở viện nhân tâm nhưng lại thiếu vài món đồ dùng nên tôi ghé qua chỗ tạp vật viện này lấy tôi thấy một con mèo đen và định xua đuổi nó đi nhưng con mèo lại chạy vào lối này, rồi khi tôi tới đây thì nhìn thấy tiểu hạt thông. Khi Trương Thúc kể lại với vẻ hoàng sở, Tần Diễm cũng dùng mình khi tưởng tượng mình mà bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng đó, không tránh khỏi bị hoảng hốt. Đồng Thúc đâu, xảy ra việc như thế này dù sao cũng phải báo quan, gần nhất phủ nha ở đâu. Trương Thúc đáp nhanh, đầy lo lắng, nơi này thuộc quản hạt của huyện Viên Châu, nhà môn cách đây hơn 70 dặm về phía đông, nếu báo quan đi lại phải mất hai ngày hai đêm. Tôn Mộ Khanh nghiêm nghị nói, dù sao cũng phải báo quan, Trương Thúc, mau đi tìm đồng thúc về sắp xếp. Trương Thúc gật đầu rồi rời đi, còn Lâm Thẩm thì khóc nức nở, không dám nhìn thi thể Tiểu Hạt Thông, nghẹn ngào nói, sao lại ra nông nỗi này, Tiểu Hạt Thông ngày thường ngoan ngoãn biết bao, sao lại bị hại thế này. Tôn Mộ Khanh cau mày, tiến lại gần thi thể của Tiểu Hạt Thông nhận ra rằng hung thủ đã ra tay tàn bạo với sự căm phẫn tột độ. Tiểu hạt thông chết thảm như vậy, hung thủ rõ ràng có thù hận sâu nặng. Lâm thầm, tiểu hạt thông có xích mích gì với ai không? Lâm thầm lắc đầu, không có, tiểu hạt thông ngày thường rất ngoan, thậm chí tôi còn muốn nhận làm con nuôi. Tôn mộ khanh thở sâu, đây là một vụ án nghiêm trọng, ba ngày đầu sau khi xảy ra là thời điểm tốt nhất để điều tra kỹ lưỡng không thể chờ đến khi quan phủ đến mới bắt đầu. Lâm Thẩm Định nói thêm thì đồng thúc đã quay lại, thông báo với Tôn Mộ Khanh, biểu thiếu gia đã báo việc này lên thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân cũng đồng ý rằng cần báo quan và đã cho người lên đường. Tôn Mộ Khanh hài lòng, giận dò, tốt lắm, đồng thúc. Nhớ giữ nguyên hiện trường để quan phủ đến điều tra, hiện trời lạnh nên thi thể sẽ không bị phân hủy nhanh. Chương 229, tần sương bất ngờ gật đầu đúng vậy sau khi tôn công tử lên thì thiếp có ra xem hắn kết quả phát hiện nhà vắng tanh cổng cũng mở toang tòa nhà lớn thế này nhưng hắn nào có tên tuổi gì đáng để ý tam ca bảo chúng ta cứ ở trong sân thôi đừng đi ra ngoài một mình để tránh xảy ra chuyện tần hoàn vội vàng mặc quần áo rồi đứng dậy tần sương nhíu mày thì thầm không ngờ ngươi lại ham ngủ đến mức này tần hoàn cười gượng không nói thêm gì, mặc quần áo chỉnh tề rồi rửa mặt qua loa, sau đó cùng Tần Sương bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở, tuyết bên ngoài rơi dày đặc, mặt đất phủ thêm một lớp trắng xóa. Ở góc sân, hai cây liễu cổ thụ đã oan mình dưới sức nặng của tuyết, có cả hai nhánh khô gãy rơi xuống đất. Tần Hoàn không cần phải hỏi Tần Diễm cũng biết rằng hôm nay chắc chắn vẫn không thể lên đường được. Nàng nhanh chóng chạy đến sân của Tôn Mộ Khanh. Vừa tới nơi đã thấy Tần Diễm và Tần Tương cũng đang ở đó, Đồng Thúc thì đang nói chuyện. Nói là cửa sau phía tây đã mở, có lẽ tên trộm biết chuyện ăn cắp dược liệu đã bị lộ nên hôm qua còn già vờ bất tỉnh. Đến nửa đêm hắn tỉnh dậy, sợ bị trừng phạt nên đã bỏ chạy. Tôn Mộ Khanh cười khổ, một đêm tuyết rơi dày như vậy, hắn chạy đi thì e là sẽ rất nguy hiểm. Đồng Thúc bất đắc dĩ đáp: nếu hắn thực sự chỉ trộm chút dược liệu thì chẳng đáng bị phạt nặng chỉ là cho một bài học thôi giờ hắn bỏ chạy không biết đã đi được bao xa nếu trên đường mà lả đi thì đúng là nguy hiểm thật tôn mộ khanh gật đầu suy nghĩ rồi nói ta thấy có gì đó không ổn nên đã kiểm tra qua phòng hắn hầu như không có dấu vết động chạm cũng chẳng lấy gì đi chỉ mặc quần áo ban đầu khi ta ra ngoài thì không thấy một dấu chân nào tuyết mới đã phủ hết rồi nên có lẽ hắn đã đi trước giờ mèo. Đôi mắt đồng thúc ánh lên, biểu thiếu gia cẩn thận đến vậy sao? Tần Diễm nghe vậy cũng cười, đúng vậy, người khác chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện quan sát dấu chân. Tôn Mộ Khanh nghe vậy thì cười gượng, thực ra ban đầu ta cũng không để ý đến chuyện này đâu, nhưng sau này có người dạy cho ta nhiều thứ. Nàng ấy là người rất cẩn thận, kín đáo, những chi tiết mà thường ta bỏ qua, nàng đều nhận ra những chuyện nàng để tâm cũng luôn chính xác và phản ứng rất nhanh. Nếu nàng ở đây, có lẽ sẽ thấy rõ mọi điều, kể cả đường hắn đào thoát. Ở bên nàng lâu, ta cũng học được chút ít từ nàng. Đôi mắt tần diễm sáng lên, ô, tôn công tử nói người đó, nghe qua thật sự là rất thích hợp làm quan sự án bắt trộm. Nụ cười của tôn mộ khanh càng thêm rạng rỡ lời này tần công tử nói, trước đây ta cũng từng nói rồi nàng thật sự có hứng thú với việc xử án nhưng tiếc thay nàng là thân nữ nhi không thể vào nha môn làm quan hay bộ khoái trước đây ta cũng rất lấy làm tiếc về điều này nhưng tính nàng vốn tinh tế phản ứng lại rất nhanh trong nhiều việc đều có ích chỉ nói riêng về y thuật thôi nàng học rất nhanh lại chu đáo hơn người khác nhiều khi nghiên cứu đến các chứng bệnh khó nàng còn cẩn trọng hơn cả ta tôn mộ khanh càng nói càng hào hứng cho thấy rằng chàng rất hiểu người đó và rất ngưỡng mộ nàng nên mới thao thao bất tuyệt như thế tần sương nghe vậy bèn nói ngay tôn công tử người mà chàng nói đến chính là tiểu sư muội mà chàng từng nhắc trước đây sao nụ cười của tôn mộ khanh hơi phai đi một chút nhưng vẫn gật đầu đúng vậy không ngờ tần cô nương lại đoán ra tần sương cười nói ta đoán được vì khi tôn công tử nhắc đến nàng ấy ánh mắt và thần thái của chàng rất giống lúc chàng nói về tiểu sư muội của mình lần trước nên ta đoán người đó chính là nàng. Tôn Mộ Khanh đáp, tần cô nương quan sát thật sự rất tinh tế. Có vẻ Tôn Mộ Khanh không muốn nói thêm về đề tài này, chàng liền quay sang đồng thúc, nếu người đó đã chạy, cũng đành thôi vậy, hoặc là phái ai đó đi quanh đây xem thử. Nhưng ta nghĩ nếu hắn đã bỏ trốn thì sẽ không ở lại quanh đây nữa, nếu có lỡ chết rét trên đường, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Đồng thúc nghe vậy cũng gật đầu, đúng vậy, biểu thiếu gia không cần bận tâm, tôi đã dặn dò mọi người rồi. Tôn mộ khanh gật đầu, liếc nhìn tuyết vẫn đang rơi nhẹ rồi thở dài, tuyết lại phủ thêm một lớp nữa, tần công tử có lẽ phải ở lại thêm hai ngày, không biết chuyến đi kinh thành này có việc gì quan trọng không? Tần hoàn vội lắc đầu, không có việc gì quan trọng cả, tôn công tử không cần lo lắng, chúng tôi ở đây thấy rất an tâm, chỉ là quấy giày tôn thần y thêm vài ngày thật rất áy náy đồng thúc khẽ cúi người, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, nói gì vậy, có huynh muội tần công tử đến đây thì nhà cửa lại thêm phần sinh khí. Chỉ là tuyết quá lớn, lương thực dự trữ trong nhà cũng không đủ, cơm canh mấy ngày này có lẽ sẽ đơn giản đôi chút, mong rằng tần công tử không chê. Thiếu chủ nhà bạch vừa xuống núi, phải đợi khi cậu ấy về từ Viên Châu thì mọi thứ mới tốt hơn được. Tần Diễm vội đáp, nào dám nào dám, Mấy ngày nay thức ăn vẫn đầy đủ hơn nhiều so với khi chúng tôi ở trên đường. Tại hạ vô cùng cảm kích, sao có thể chê bai được. Tại hạ và các muội muội đâu phải là người sống xa hoa, đồng thúc cứ sắp xếp đơn giản là được rồi. Sau khi nói thêm vài câu, đồng thúc liền cáo từ, thấy mọi người vẫn đứng trong nhà lợp tranh, tôn mộ khanh bèn mời mọi người vào chính phòng để ấm áp hơn. Tần Tương và Tần Sương đi phía sau cùng, vừa đi được vài bước, Tần Tương đã nói, tuyết lớn như vậy, không biết Bạch Công Tử đi ra ngoài có an toàn không, giờ lại đang ở đâu rồi. E là đường làng phía dưới cũng khó đi lắm. Tần Sương nghe vậy không nhịn được mà nói, ngũ tỷ, người ta chỉ tặng tìm một đôi ngọc bướm thôi, cớ sao lại để tâm đến vậy. Đôi ngọc bướm đó có thể chỉ là lễ nghĩa người ta tặng, tỷ đừng nghĩ nhiều kẻo lại ôm vào lòng rồi thất vọng. Tần Tương nhíu mày, nếu chỉ là lễ nghĩa thì tặng quà tiễn là được rồi sao lại tặng hẳn một đôi ngọc bướm đó là một đôi đấy lại còn là ngọc thượng hạng còn đẹp hơn cả ngọc mẫu thân từng cho ta nếu không có ý gì khác thật là quá xa xỉ tần sương mím môi định nói gì đó nặng lời hơn nhưng lại thôi dù sao từ trước đến nay nàng cũng vẫn đi theo sau tần tương trong lòng khó tránh khỏi vài phần kính trọng cuối cùng chỉ nói ngũ tỷ nên bình tĩnh chút nếu người ta thật sự có ý với tỷ thì tỷ cũng nên rụt rè một chút, kẻo bị chê là nữ nhi tần phủ mà không biết giữ phép tắc. Nói xong, tần sương liền bước đi trước, tần tương khựng lại, mặt khẽ biến sắc, vãn hà đứng cạnh nghe rõ mọi lời của hai người, vội hạ giọng khuyên nhủ, tiểu thư đừng giận, lục tiểu thư chỉ có ý tốt thôi. Ý tốt sao, ý tốt gì chứ, tần tương giận đến nỗi nắm chặt cổ tay áo, móng tay cắm sâu vào lớp vải như muốn xé toạc. Người xem kìa. Trong phủ thì nàng đã không kính trọng ta rồi, giờ ngày ngày lại qua lại thân thiết với Tần Hoàn, nên mới dám nói với ta như thế. Nàng ghen tị lắm, ghen tị vì thiếu chủ nhà họ Bạch đối với ta rất tốt, còn nàng thì đến mặt thiếu chủ còn chưa được thấy. Và cả Tần Hoàn nữa, nàng ta không thể chịu nổi khi thấy ta sống tốt. Từ trước tới giờ ta vẫn đứng trên nàng, sau này nàng kết thân được với gia đình công chúa liền cho rằng có thể vượt mặt ta. Giờ thiếu chủ nhà họ Bạch không phải thứ nàng có thể vơi tới, nàng tất nhiên không phục rồi. Vãn Hà định lên tiếng khuyên nhủ nhưng thấy dáng vẻ tức giận của Tần Tương thì không dám nói gì thêm. Nhìn mọi người đã vào phòng, chẳng ai để ý đến mình, Tần Tương liền quay người trở về sân của mình. Tuyết rơi lớn thế này cũng tốt, ta nhất định sẽ đợi thiếu chủ nhà họ Bạch trở về. Trong phòng, Tần Diễm ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tuy trong lòng sốt ruột nhưng vẫn nói vốn tưởng chỉ ở nhờ vài ngày, không ngờ tuyết cứ rơi liên tục như vậy, lần này thực sự đã làm phiền ở đây lâu rồi. Tôn thần y vốn định ở đây để tĩnh dưỡng cùng phu nhân, giờ lại bị chúng ta làm phiền, thật sự rất áy náy. Tôn mộ khanh dịu dàng nói, tần công tử không cần lo lắng, các vị chỉ ở khu phía tây của tòa nhà, đâu có qua bên phía đông, sao nói là phiền hà được. Đồng thúc và mọi người cũng chỉ là lo lắng một chút thôi. Ta cứ tưởng tính cách của sư huynh thế này sẽ khiến tần công tử và các tiểu thư cảm thấy hơi chậm trễ chứ. Không đâu, không đâu, tôn thần y quả thực xứng danh là thần y, tính tình thanh cao, tào nhã vô cùng. Tần Diễm không mớt lời khen ngợi, rồi nói tiếp, lần này tôn công tử đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nếu không nhờ có chàng, chúng tôi thật không biết phải làm sao. Tần Diễm và tôn mộ khanh vừa trao đổi vừa lo lắng áy náy. Tần Hoàn và Tần Sương chỉ đứng bên nghe. Không bao lâu sau, tiếng của Lâm Thẩm vang lên ngoài sân, biểu thiếu ra. Tần Công Tử có ở đây không? Mọi người vội ra cửa xem thì thấy Lâm Thẩm đang cầm hộp đựng thức ăn đứng ở cửa, nói, biểu thiếu ra và các vị khách nhân đều có ở đây sao? Vậy có nên dọn bữa sáng ngay tại sân này không? Tôn Mộ Khanh nhìn về phía Tần Diễm, Tần Diễm liền cười nói, dọn ở đâu cũng như nhau thôi. Nghe vậy, Lâm Thẩm cười tiến vào, bà có khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, hai ngày nay đích thân mang cơm nhiều lần nên cũng đã quen với các tiểu thư Tần Hoàn. Tần Sương thấy bà vào liền vui vẻ hỏi, Lâm Thẩm, hôm nay có trà bánh không? Bánh trà của Thẩm là tuyệt nhất ở phương Nam, tiệm trà ngon bên ngoài cũng còn kém xa. Lâm Thẩm nghe vậy, mặt mày hớn hở, có chứ? Lục tiểu thư muốn ăn bao nhiêu cũng có, trước đây vườn trà thu được rất nhiều trà mới, mà thiếu chủ không thích uống, nên nô tỳ đều giữ lại, định làm thành trà bánh. Bình thường thiếu chủ không thích ăn món này, phu nhân lại thường xuyên nghỉ ngơi, nên trà bánh đều rơi vào tay đám già đồng thúc kia. May mắn Lục tiểu thư đến đây. Câu nói ấy làm mọi người bật cười, lầm thầm mang hộp thức ăn vào phòng, mở ra, bên trong là vài món ăn nhỏ tinh tế. Bà nói tiếp, trong nhà nửa tháng trước có ra ngoài mua ít thực phẩm tươi, nhưng giờ tuyết rơi dày, đi lại khó khăn nên cơm canh mấy ngày nay có phần đơn giản mong biểu thiếu gia và các vị khách đừng chê trách những lời này đồng thúc cũng vừa nhắc đến tần diễm bèn đáp lại với ý tương tự lâm thầm dọn xong các món ăn nhỏ nhưng chưa thấy cháo đâu bà liền nói cháo còn ở chỗ tiểu hạt rẻ nô tỳ sợ biểu thiếu gia và các vị khách đợi lâu nên đã mang thức ăn qua trước có lẽ cháo vẫn đang trên đường mọi người đều không vội Tần Sương liền hỏi Lâm Thầm về cách làm món bánh trà. Thấy Tần Sương yêu thích tay nghề của mình, Lâm Thầm vui vẻ truyền lại bí quyết. Tần Sương liền dục vãn tình ghi chép lại. Nghe xong, nàng hỏi, Lâm Thầm sao lại biết làm món bánh trà này? Thẩm là người Ích Châu, mà bên Ích Châu có thịnh món này không? Lâm Thầm nghe vậy cũng cười đáp, Ích Châu không chuộng món này lắm, kể cũng là, trước đây nô tỳ có một trận bệnh nặng chính sau trận bệnh ấy mới học được cách làm bánh trà này. Ban đầu chỉ là thử làm thôi, nào ngờ mọi người đều khen ngon. Thật là kỳ lạ, vẫn là nhờ tay nghề cao siêu của lâm thầm. Tần Sương vốn không hay khen ngợi, nhưng giờ lại thốt lên. Lâm thầm cười vui vẻ, một lúc lâu vẫn không thấy tiểu hạt rẻ mang cháo đến. Bà nhíu mày nói, đứa nhỏ này sao vậy nhỉ, chẳng lẽ bị vấp đổ cháo giữa đường. Tôn mộ khanh vội nói, Lâm thầm đừng nóng ruột, hôm nay tuyết rơi lớn, từ bếp đến đây xa lắm, rất có thể là cháu bị đổ thật. Lâm thầm thở dài, mà hôm nay thật kỳ lạ, thường thì người giúp việc vặt trong bếp là tiểu hạt thông bằng tuổi tiểu hạt rẻ, nhưng sáng nay chẳng thấy tiểu hạt thông đâu, không biết đã chạy đi đâu rồi. Tiểu hạt rẻ không quen chạy việc trong bếp, nên trước khi đi nô tỳ còn dặn dò kỹ lắm. Lâm thầm đứng chờ ở cửa, tuy được tôn mộ khanh trần an, nhưng trong lòng bà vẫn có chút sốt ruột. Tôn Mộ Khanh là người nhà, nhưng Tần Diễm và mọi người là khách, không thể để khách phải chờ lâu. Đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy tiểu hạt rẻ đến, Lâm Thầm thở dài nói, đúng là đứa nhỏ này làm hỏng chuyện rồi, xin mọi người chờ một lát, nô tỳ sẽ quay lại xem thế nào, có khi phải để tiểu hạt thông mang cháo tới. Nói rồi, Lâm Thầm liền bước ra cửa phòng định đi về phía cổng viện. Tôn Mộ Khanh định gọi bà lại nhưng thấy bà đang vội thật nên thôi không ngăn nữa. Khi Lâm Thầm vừa bước ra đến cổng viện, một bóng người bỗng chạy tới. Trong phòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiểu hạt rẻ đã tới. Thấy tiểu hạt rẻ ở cổng, Lâm Thầm liền hỏi, sao giờ ngươi mới đến? Giọng bà dần nhỏ đi khi nhận ra tay tiểu hạt rẻ trống trơn. Bà nhíu mày, hỏi tiếp, sao ngươi lại tay không đến đây, cháu đâu? đã bảo ngươi mang cháo mà tiểu hạt rẻ có vẻ đã chạy hết tốc lực đến đây đứng ở cổng viện một tay chống vào cánh cửa thở dốc không ngừng đợi lâm thầm hỏi xong hắn mới nói giọng khàn đặc ra lâm thầm đã xảy ra chuyện lâm thầm nhíu mày xảy ra chuyện gì ngươi làm đồ cháo sao tiểu hạt rẻ lập tức lắc đầu không phải là là tiểu hạt thông đã gặp chuyện rồi hắn hắn đã chết cái gì lầm thầm kêu lên một tiếng, ngay lập tức, Tần Diễm và mọi người trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.